Ngon cơ. Dây nho mới trồng có một năm thôi mà hôm nay có ăn rồi đó cả nhà ơi. Trái nó hơi nhỏ tại vì Thảo không có bón phân hóa học ha, mà ngọt ơi là ngọt luôn á. Thảo có hai trái mãng cầu Úc đây cả nhà ơi, mà chưa có thấy nó có dấu hiệu gì là chín hết á, chắc là nó già rồi đó cả nhà. Hai trái bự và hai trái nhỏ, đây đây một trái nhỏ bên này, có một trái nhỏ bên này nữa nè. À, cây này á nó còn nhiều hoa, vừa rồi nó nhiều hoa lắm đây nè. À, nhưng mà Thảo cũng không có để ha, tại bây giờ mùa đông đến rồi, hoa này để nó cũng đâu có ăn được nó cái trái đâu, nên Thảo ngắt cái hoa này Thảo bỏ đi để cái chất nó nuôi bốn cái trái trên cây và nó nuôi cái thân. Bữa giờ Thảo ngắt hoa Thảo bỏ hết rồi cả nhà ơi, nhiều hoa lắm nè, lãi bỏ hết. Mình không có giữ, mình giữ thì cái cây mình nó bị suy cây đó cả nhà. Mình vừa không có ăn được nó mà cây mình nó lại bị ốm yếu, mất sức. Cây mãng cầu Úc nè, đẹp quá cả nhà ơi. Thảo ở miền Bắc Cali cho nên đối với Thảo á, những cái cây này nè Thảo rất là quý ha. Khó trồng lắm cả nhà. Bây giờ thời tiết nó xuống lạnh rồi, chiều nay Thảo sẽ kéo nó vào bên trong kia ha, không có để đây nữa, tối lạnh lắm. Đây là một cây nho, nó chín lắm rồi cả nhà ơi, mà mấy hôm nay Thảo không có ra nó cho nên cũng làm biếng hái đó. Giờ nó chín mùi quá, có những trái nó đen thui lui luôn đó cả nhà, nó khô lại. Còn cái màu của nó thì lúc mình mua thì người ta để là nho xanh, mà giờ nó chín rục quá thì nó màu nó hơi vàng vàng luôn. Mà ăn ngọt ngay à cả nhà ơi, ngọt như đường vậy đó. Con gái mình thích ăn nho lắm cho nên Thảo trồng cho nó ăn. Nè cái chùm này nè cả nhà mình thấy không, chín khô quách lại luôn, còn có mấy trái mà ăn được thôi. Rồi mình mới phát hiện ra, mình mới thu hoạch nó. Bây giờ là mùa thu rồi, lá đồ nó úa hết trơn rồi, nhìn nó không có còn xanh mướt nữa cả nhà ha. Chứ còn mùa xuân á là nhìn cái dây nho cái lá nó mê lắm, xanh úm mà. Chùm này nè cả nhà mình thấy không, gần như là nó khô hết trơn luôn á, uổng dễ sợ. Mà ăn nó giòn tan mà nó ngọt ngay luôn cả nhà ơi. Thảo không có bón phân gì cho nó hết, năm nay bón có nguyên một mùa mà Thảo bón có hai lần AGN cho nó thôi. AGN là vi sinh mà Thảo bán đó cả nhà, chứ Thảo không có bón phân hóa học cho cái vườn của mình ha. Đó, những chùm khô còn lại đó không có hái luôn, tại vì nó khô hết trơn rồi bỏ luôn đó cả nhà. Cái dây nho này Thảo mới trồng chừng năm nay chứ mấy, mà lúc Thảo trồng nó chừng cao chừng mét đó, mà cái cành không đó cả nhà. Đi đâu vậy? Đi hái dao. À, đi hái dao hả? Ừ. Hái rau đó hả? Ờ, ok để mẹ hái cho. Nha, để mẹ hái nha. Là thơm lắm luôn, đó, tươi non ngon mỡn. Cắt đợt này nữa chắc là vô mùa đông rồi. Hy vọng là ăn được ăn đợt nữa, còn nếu không là tháng năm mới được ăn lại đó cả nhà. Đó, cái rễ nó cứ nằm đây nè, là nó cứ ngủ thôi. Sang năm mùa hè nó lại mọc lên cho mình ăn tiếp. Còn một lần mà ăn mãi luôn đó cả nhà. Còn nước này Thảo trồng không có nước nha cả nhà. Thảo trồng nó y ỉ thôi. Đó. Mình không có thích nước lã chả đó cả nhà, thì mình trồng cách này ha. Còn cô bác anh chị em nào thích nước á, thì mình bỏ nước nhiều, mình không có đục lỗ cho cái chậu. Còn cái này Thảo không thích cho nên mình đục lỗ ha. Qua đây nè con, cái thùng này nè. Đi qua đây bé. Đây là cái chậu thứ hai. Cái tươi non ghê cả nhà. Thơm lắm luôn. Mình cắt thôi mình đã nghe mùi thơm rồi đó.
Cái bầu đã quá. Hái bầu thôi cả nhà ơi. Bầu cuối mùa. Còn 4, 5, 7 trái. Hái hết luôn. Để nó đi coi. Hái để dọn cái dây bầu luôn cả nhà ơi. Mùa này bây giờ ban đêm lạnh rồi. Ban đêm có 4 mấy độ. Mình có để mấy cái trái non nhỏ nhỏ nó cũng không có đậu được đâu. Lạnh quá ban đêm. Ồ, nặng quá. Dần dần để mà dọn vườn luôn cả nhà ơi. Ớt đây. Ớt này là người ta gọi ớt bột cạp gì đó cả nhà. Cây dữ dằn lắm nè. Còn đây là cái ớt thảo thích nè. Cây giòn mà thơm nữa. Giòn lắm. Thu hoạch một mớ bầu luôn. Để mình giật cái dây xuống dọn cái dàn bầu luôn cả nhà. À, đây là cần nước ha. Để xào thịt bò chiều nay. Những cái trái này Thảo thấy bây giờ như thời tiết nó xuống ban đêm xuống còn có 40 mấy độ thôi, là 10 mấy độ Việt Nam đó. Cái bắt đầu nó chai hay sao đó cả nhà, không thấy nó lớn nữa. Nên Thảo thu hoạch hết để làm gì rồi nó già uổng ha. Thảo cảm ơn cô chú bác anh chị em đã xem video. Nếu ai thích hãy nhớ cho Thảo xin một subscribe, đăng ký, like, share. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và bình an bên gia đình nha. Bye bye.